một cái điểm nhấn riêng biệt khi mọi người nhắc đến Triệu Trang. À, cô ca sĩ này có một cái lối đi sự nghiệp nó như thế này. Cô ca sĩ này có cái cách ra album các dự án của mình nó như thế này. Tức là nó sẽ có một cái riêng. Cái động đến cái tên Triệu Trang là mọi người sẽ có một cái điểm nhấn nào đó tích cực là em thấy vui. Không chỉ là điểm nhấn là ra nhiều album cùng một lúc và đa dạng thể loại mà Triệu Trang cũng được nhớ đến là một ca sĩ rất là giản dị. Và với cái phong cách ăn mặc hôm nay thì Triệu Trang cũng cho được mọi người thấy là một ca sĩ rất là gần gũi và giản dị. Khác hẳn với khi mà lên sân khấu thì lộng lẫy. Lộng lộn. Thực ra là cái này, em cũng chia sẻ một chút xíu này. Thực sự là bản thân em thì trước đây mọi người cũng đã biết rằng là em là dân thể thao rồi. Nhưng mọi cái em quan trọng nhất là vấn đề là tốc độ, chuẩn xác. Và tất cả mọi cái phải nhanh, linh hoạt. Thì ngay trước khi đến đây giao lưu cùng với mọi người là em cũng tranh thủ rất là nhiều công việc cho cái dự án phim của em đang sắp tới. Em tour một vòng xong sau đó thì em sắp xếp cho các bạn ngồi tự họp với nhau. Xong em lên đây giao lưu cùng mọi người. Nếu thay vào vị trí đấy mà em lại cứ kêu xa lộng lẫy thì sau hôm nay em sẽ đến muộn. Trang cũng có chia sẻ là Trang coi cái việc mà hoạt động cho âm nhạc cũng là một cái gần như là cái việc kinh doanh trong nghệ thuật ấy.